Xin chào các bác, em tiếp tục lên sóng robot phục vụ cả nhà. Ở đây là một cái con robot rất là đẹp, hàng của thương hiệu Mỹ, iRobot Roomba xuất sang thị trường Nhật ạ. Sử dụng cho thị trường Nhật, con này sản xuất 2015 các bác nhé. Đây, các bác 2015 nhé. Máy hình thức còn rất là đẹp. Em có hai hình thức bán. Một hình thức là các bác mua thì kèm theo một bộ củ sạc này và đốc sạc để hết pin máy tự về sạc nhé. Hết pin tự về sạc thì sẽ là giá là 2.800.000. Hết pin tự về sạc vì các bộ đốc sạc là rất là đắt này. Hết pin là tự về sạc. Còn nếu mà các bác mua với củ sạc đơn giản này, hết pin là các bác lấy tay các bác cắm vào đây. Cắm vào đây nhé. Đấy, cắm tay thì là chỉ có 2.000.000 thôi. Tiết kiệm đi được 800.000 so với của đốc sạc. Tùy các bác có hình thức mua máy nào em cũng bán như vậy nhé. Tất cả các cái máy 2.000.000 hay 2.800.000 đều bán theo hai hình thức. Các bác mua hình thức nào cũng được. Đây, một con máy rất là đẹp này các bác này. Màu pha giữa màu ghi, màu trắng rất là đẹp nhé. Bánh xe này, con lăn các thứ, tất cả các cái đồ linh kiện này em đều có hết, phục vụ cả nhà nhé. Lọc rác hay là pin, đấy, cũng chỉ có mấy trăm một quả pin thôi. Đấy. Pin đang nhập về đã thay mới rồi. Về các bác chỉ phải dùng hút đảm bảo cực sạch. Không sạch không lấy tiền nhé, tất cả mọi người mua chưa có ai chê cả. Đấy, các bác mua robot các bác lưu ý là mua những cái hãng này này, hãng iRobot Roomba này này, nó linh kiện nó rất là sẵn. Đấy, mua đồ gì cũng có. Đấy, kể hỏng hóc các bác sửa chữa rất là dễ. Bảo hành cho các bác 3 tháng nhé, giá 2.000.000 với cái bộ sạc này. Đấy, còn với cả bộ đốc nguyên đi kia thì là 2.800.000. Chào các bác.